mà. Nhưng mà trên đường đi ấy, hơi dốc nhưng mà dốc từng đoạn thôi. Thế đường ra đây rồi thì rồi. Cái số máy đây đi, thì là cái số máy ở nhà An ở Vàng. Thế thì dốc nó sang bên đất Lào thì tôi sẽ được nhận nhắn tin là đến đó cái số máy để báo tin tôi thôi. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy nhưng mà xa đến đó là ta tiếng nào cũng biết bằng tăng tăng thuộc của người ta. Thế nên là tất cả trưa nay chúng ta về khách sạn Phú Quốc ở Phố Châu Bản và tất cả chúng ta đi nghỉ ở đó. Và khách sạn đó là người Việt của Phú Quốc, Phú Quốc người ta viện nên không dùng qua này rồi. Thế nên là người ta nhắn tin là trưa nay các bạn cũng kịp về Phú Quốc thì cứ ăn cơm ở chỗ cho Phú Quốc. Thank you.
người một để xem. Bây giờ mình sẽ quay từng người một. Đây này là quay miễn phí nhá, chưa là quay mất tiền đấy. Đến 11 giờ chúng ta lại về đây ăn cơm, nghỉ trưa.
đến 14 giờ chúng ta lại tiếp tục mặc quần áo quân phục nghiêm chỉnh lên xe và chúng ta đi vào rừng và đưa đến đấy đặt cơm ở dưới bạn nó đặt cơm ra ở trên đấy, thế nên là mình vào điều kiện nên là không chí là tụng tụng báo trước thì không được không chí để bảo mẹ không này cho tôi ăn như thế này thì tôi rất là khó khăn. Đoàn cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí, anh hùng liệt sĩ, hôm nay là ngày 5 tháng 3, đoàn cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thành phố Hải Phòng trở lại thăm chiến trường xưa và thăm những địa danh mà chúng tôi và các đồng chí đã sống chiến đấu kề vai sát cánh bên nhau. Chúng tôi vô cùng cảm động, cảm xúc và nhớ lại những năm tháng hào hùng đầy hy sinh gian khổ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn tình yêu của dân tộc Việt Nam, giúp bạn là tự giúp mình, còn là nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các đồng chí đã hy sinh anh dũng, vừa giữ vững tình hiếu nghị mãi mãi say tươi, đời đời bền vững. Sự hy sinh to lớn của các đồng chí, dân tộc ta, non sông đất nước ta, đời đời biết ơn các đồng chí. Ứng trước tượng đài các đồng chí anh hùng liệt sĩ, chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam nào thành phố Hải Phòng vô cùng xúc động, thương tiếc và đời đời biết ơn các đồng chí. Các đồng chí đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của cách mạng hai dân tộc Lào Việt. Các đồng chí đã viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của hai đất nước, hai quân đội, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các đồng chí. Chúng tôi nguyện
xin hứa trước cơ hồn các đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện giữ vững mối quan hệ mẫu mực thủy chung và trong sáng, tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp của hai dân tộc. Vâng, đề nghị chúng ta một phút mặc niệm, bắt đầu.